ông vừa quá quá. Coi đây là con, coi đây là con quái. Quái anh, quái bỏ về anh. Nói chung á nó bị thù quá. À nó lòng đi chết. Còn má hai cái lòng tâm tư là đẳng nằm cái. Cái bụng nó này kỳ vậy ta. Cắn chân quá cắn vào bụng hả? Mình bình thường đâu có dấu điện ở đâu, sao lại có dấu điện đây ạ? Này nhiều cái đéo tụi già lắm. Lại có 287 nó có trên xong rồi chờ đẩy mẹ có lấy xuống. Đó, đủ má chết đó con sao vậy? Quen nó chiều nay lấy giải lấy tiền về đụng vấn đề luôn, chiều vô ba con 283 luôn này, quýnh 283 luôn, chiều vô là đụng với đóng chiều trời. Cậu kia ngoài đang chơi xẻ chứ mình tay mà mấy chị em lại đều quá anh thích đầm dễ tôi đầm dễ đại ca anh đạt anh thấy con chim đau khổ không bây giờ không được thì nó đi thôi vậy đây giờ đây là lấy tù vừa trong lâu ở trên luôn. Này đứa nó đang đậu lâu đưa cho anh Phúc mà nó hót suốt ngày. của lần 4 đại hội 24 ta sẽ tổ chức vào ngày 23 tháng 11.
do đó mong đến em nhận nhanh lưu ý là vào ngày 23 tháng 11 chúng ta sẽ tổ chức lễ thu tháng lửa lạc phố. Do đó mong đến em nhận nhanh tay chuẩn bị các chương trình của mình để chuẩn bị cho một thu tháng sau ạ. Thank you.
anh giao lưu với bạn em trước rồi. Để em qua anh giao lưu với bạn. Nó móc đồ lên à? Hai anh tám mình hay chơi đẹp. Đầu anh không nói đâu, cũng đâu nhìn thấy con đó. Mà nó bị xúc đuôi ra, mà nó ngồi rồi luôn. Con 019 á, 019 nó gì nhỏ lắm rồi. 019 khó buồn. Con 286 á, nó bị xúc cộng 50 á, mở đang đau nữa, mở chơi vậy luôn vô không? Nói 61 này cũng mê rồi, tới giờ chưa? Chúng ta với em nghệ nhân là ở tất cả dòng này là mong quý em nghệ nhân chúng ta ổn bình máy ngồi chắc tốt đi lại để chắc nó thuận lợi trong một môn khác. Mong quý em nghệ nhân thông cảm. Tất cả các em nghệ nhân chúng ta chắc ổn bình chỗ ngồi và chắc di chuyển nhiều để cho ảnh hưởng các bộ môn khác. Thử rồi chọn ra ba chung chiên để thi vòng chung kết. Vâng, vòng chung kết đồng chức về hơn 88 bắt đầu chấp. Ở này chúng tôi đề nghị là giám khảo ta chọn ra ba chung chiên xuất sắc nhất để vào vòng chung kết nhất kỳ ba. 88 rồi quá. Hảo Bông gọi đi hết, ban giám khảo tôi sẽ chọn ra ba chú chim để tranh nhất nhì ba và vòng chọn chung kết bắt đầu chấm. Con chim 8 28 288 xin mời hai nghệ nhân 218 và 267 lên ban tổ chức cho biết tên thì chúng tôi chuẩn bị giấy chứng nhận ở bộ môn thang và hòa mi.
101 của ai vậy bà? 101 này quá đã. Có thể được giá thương lượng. Không, mà chính chơi lại rồi đó, mấy con thằng lại ở bộ môn họa mi chúng tôi chọn được 3 chú chim vào vòng chung kết như sau: 268 090 267. Chú chim đầu đàn giải nhất, chú chim đầu đàn giải nhất là chim 101, giải nhì là chim 2.